đôi xin chào các bạn nha. Thì hiện tại trên tay mình đây, các bạn có biết quả này nó quả gì không ạ? Quả trên tay mình đang cầm này nó là quả lê Nam Phi nhá. Cái quả lê Nam Phi này ngày hôm nay tại trung tâm thương mại Gâu nha, nó có giá là 99.000 một kg nha. 99.000 một kg nha các bạn nha, lê Nam Phi.